Fed có thể vừa chống lạm phát, vừa ngăn khủng hoảng ngành ngân hàng. Ngân hàng Trung ương của Mỹ không cần phải hy sinh mục tiêu chính sách tiền tệ để ổn định cuộc khủng hoảng trên thị trường tài chính hiện nay. Sau nhiều vụ sụp đổ của các ngân hàng trong thời gian gần đây, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đang đối mặt với áp lực ngày càng lớn, buộc cơ quan này hy sinh mục tiêu lạm phát để giữ ổn định cho nền tài chính. Tuy nhiên, trong bài viết trên Bloomberg, cựu chủ tịch Fed chi nhánh New York, ông Phil Dooley cho rằng Fed có thể chiến đấu chống lạm phát, vừa ngăn chặn cuộc khủng hoảng ngành ngân hàng lan rộng. Những ký ức về cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 lại trở về, khi hết ngân hàng này đến ngân hàng khác gặp khó khăn. Các nhà đầu tư và người gửi tiền ồ ạt tháo chạy với những biến động nhỏ, khiến những cú sốc như vụ sụp đổ của Silicon Valley Bank, SVB, có tác động to lớn. Các ngân hàng lớn có tình hình tài chính lành mạnh hơn, không sẵn sàng lao vào giải cứu, nản lòng trước những trách nhiệm pháp lý khó lường đi kèm với những vụ mua lại khẩn cấp năm 2008, cũng như yêu cầu về vốn cao hơn mà tổ chức sau sát nhập phải đáp ứng. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng hiện nay khác với năm 2008. Các ngân hàng lớn nhất nước Mỹ đã trở nên linh hoạt hơn, với khả năng chống chịu tốt hơn và đang thu hút dòng tiền gửi. Tương tự, hộ gia đình và doanh nghiệp cũng trong tình trạng tài chính tốt hơn, một phần nhờ vào những gói kích thích tài khoá khổng lồ trong đại dịch COVID-19. Mỹ cũng không có bong bóng nhà đất do các công cụ tài chính phức tạp và mong manh gây nên. Những khác biệt trên đồng nghĩa, nếu các nhà chức trách Mỹ có thể khôi phục niềm tin vào hệ thống ngân hàng, thì tình trạng hỗn loạn gần đây sẽ không gây nhiều thiệt hại cho nền kinh tế. Các ngân hàng nói chung chỉ chiếm một phần nhỏ trong hoạt động trung gian tài chính ở Mỹ. Những tổ chức gặp khó khăn cũng chỉ chiếm một vài phần trăm tổng tài sản của các ngân hàng. Do vậy, không có lý do gì để tín dụng trở nên thắt chặt như năm 2008. Vấn đề chính, thua lỗ do nắm giữ trái phiếu dài hạn, có thể được giải quyết bằng cách chấp nhận ít rủi ro lãi suất hơn. Fed cần làm gì? Vậy, Fed cần làm gì trong tình huống này? Ông Dooley gợi ý rằng, Fed nên cung cấp thanh khoản cần thiết để hỗ trợ cho hệ thống ngân hàng, tương tự như đã làm vào tuần trước, là chấp nhận trái phiếu chất lượng cao tính theo mệnh giá để làm tài sản thế chấp cho việc bơm thanh khoản. Hạn chế rủi ro và sự không chắc chắn sẽ cho phép Fed theo đuổi chính sách tiền tệ phù hợp nhất cho nền kinh tế Mỹ. Cơ quan này cũng cần chứng minh rằng có thể đạt cả hai mục tiêu là đảm bảo sự ổn định tài chính với tư cách là người cho vay cuối cùng và giảm lạm phát thông qua điều chỉnh lãi suất ngắn hạn. Tất nhiên, việc nâng lãi suất 50 điểm cơ bản trong cuộc họp tuần này sẽ là một hành động liều lĩnh do tình hình vẫn chưa ổn định. Nhưng các quan chức Fed đã gợi ý, điểm đến quan trọng hơn tốc độ. Việc nâng lãi suất chậm hơn sẽ giúp ngân hàng trung ương có nhiều thời gian để đánh giá tác động của những động thái trước đó. Mặt khác, việc cắt giảm lãi suất khi lạm phát vẫn còn cao sẽ gây nhiều biến động hơn là bình ổn thị trường. Fed đang phải lựa chọn giữa tạm dừng nâng lãi suất và tăng 25 điểm cơ bản. Việc tạm dừng thực sự có thể làm xáo trộn thị trường bằng cách chỉ ra rằng sức khỏe của hệ thống ngân hàng là một mối lo ngại. Tất nhiên, các quan chức có thể giảm thiểu sự lo lắng bằng cách báo hiệu khả năng tăng lãi suất thêm trong các tuyên bố của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang FOMC hay các dự đoán lãi suất. Mặt khác, nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản có thể tiếp tục siết chặt biên lãi ròng của ngân hàng, cũng như tạo thêm rắc rối nếu tình trạng bất ổn trở nên tồi tệ hơn. Bất kể đưa ra quyết định gì trong tuần này, Fed cần phải ổn định tình hình tài chính càng sớm càng tốt, để sau đó có thể theo đuổi chính sách tiền tệ một cách đúng đắn và an toàn. Ông Dooley cho rằng, rắc rối về vốn tại một số ít ngân hàng không nên cản trở cuộc chiến chống lạm phát. Khoảnh khắc Minsky là gì mà giới chuyên gia lo sợ sẽ xuất hiện sau vụ 4 ngân hàng sụp đổ? Vụ sụp đổ đột ngột của 3 ngân hàng tại Mỹ và ông lớn Credit Suisse tại Thụy Sĩ đã đẩy thị trường tài chính vào hỗn loạn. Các nhà kinh tế cũng liên tục nhắc đến khoảnh khắc Minsky. Sau sự sụp đổ của 3 ngân hàng khu vực tại Mỹ và Credit Suisse tại châu Âu, cùng với sự hỗn loạn trên thị trường tài chính và triển vọng kinh tế khó đoán trong lúc các ngân hàng trung ương chiến đấu với lạm phát, đã khiến các nhà phân tích nhắc đến thuật ngữ khoảnh khắc Minsky. Trong một lưu ý, nhóm chiến lược gia của JP Morgan Chase do ông Marco Kolanovic dẫn dắt còn cảnh báo thêm, ngay cả khi các ngân hàng trung ương thành công ngăn chặn cuộc khủng hoảng lan rộng,
các điều kiện tín dụng có vẻ vẫn sẽ thắt chặt nhanh hơn do áp lực từ cả thị trường và cơ quan quản lý. Việc các chuyên gia kinh tế đề cập đến khoảnh khắc Minsky cũng đủ khiến các nhà hoạch định chính sách phải rùng mình. Bloomberg nhận xét, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã phải lên tiếng cảnh báo. Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Janet Yellen từng mô tả đây là tài liệu bắt buộc phải đọc. Vậy khoảnh khắc Minsky là gì? Theo tờ Bloomberg, thuật ngữ trên được đặt tên theo nhà kinh tế học quá cố người Mỹ Hyman Minsky. Khoảnh khắc Minsky đã đề cập đến sự kết thúc của một chu kỳ bùng nổ kinh tế, từng khuyến khích các nhà đầu tư chấp nhận rủi ro vượt mức, dẫn đến tình trạng cho vay vượt quá số tiền người đi vay có thể trả lại. Tại thời điểm bước ngoặt đó, bất kỳ sự kiện gây bất ổn nào như lãi suất gia tăng cũng có thể buộc các nhà đầu tư bán tháo tài sản để lấy tiền mặt trả nợ, từ đó kích hoạt một cuộc khủng hoảng trên thị trường, Bloomberg giải thích. Trong nghiên cứu của mình, nhà kinh tế Hyman Minsky viết, khi khoảnh khắc Minsky sắp xuất hiện, thị trường sẽ chứng kiến sự gia tăng của hoạt động tài chính đầu cơ và Ponzi. Khoảnh khắc Minsky từng xuất hiện chưa? Câu trả lời là có. Năm 1998, sau khi bong bóng tài sản đổ vỡ ở châu Á, Nga đã vỡ nợ trái phiếu trong nước và buộc phải phá giá đồng rúp. Chính trong cuộc khủng hoảng nói trên, ông Paul M. Sicoli, khi đó là nhà kinh tế tại Pacific Investment Management, gọi tắt là PIMCO, đặt ra thuật ngữ khoảnh khắc Minsky. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007-2008 cũng được coi là một khoảnh khắc Minsky khác, vì nó được kích hoạt bởi vụ sụp đổ của thị trường cho vay thế chấp dưới chuẩn ở Mỹ. Tình hình bây giờ ra sao? Các khoản vay khổng lồ trên khắp thế giới kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 phần lớn là để đối phó với đại dịch COVID-19 và hệ lụy sau đó, đã khiến giới chuyên gia cảnh báo về một khoảnh khắc Minsky sắp xảy ra. Khối nợ phình to là nhờ vào chính sách tiền tệ siêu lỏng lẻo khi các ngân hàng trung ương giảm mạnh lãi suất, thậm chí là đưa lãi suất xuống mức không trong nhiều năm. Việc chính phủ các nước tăng cường chi tiêu cũng khiến nợ nần thêm chồng chất. Chu kỳ tăng lãi suất mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB cùng nhiều đồng nghiệp trên khắp thế giới triển khai để khống chế lạm phát đã khiến gánh nặng nợ nần chồng chất hơn. IMF ước tính rằng, trong năm nay, hơn một nửa số quốc gia có thu nhập thấp đã ở trong hoặc có nguy cơ lâm vào tình cảnh nợ nần khó khăn. Dù tăng trưởng kinh tế có thể giúp tỷ lệ nợ đi xuống, S&P Global Ratings vẫn cảnh báo về một cuộc khủng hoảng tiềm tàng khi chính phủ các nước, người dân và tổ chức tài chính tiếp tục vay nợ. Hồi tháng 1, S&P Global Ratings dự báo rằng năm 2030, nợ toàn cầu có thể tương đương 366% GDP, cao hơn mức 349% GDP, tương đương khối nợ 300.000 tỷ đô la ghi nhận đến tháng 6 năm 2022. Đôi nét về nhà kinh tế Minsky. Hyman Minsky, sinh năm 1919, mất năm 1996, từng học tại Đại học Chicago và Đại học Harvard. Tại Harvard, ông là trợ giảng cho nhà kinh tế Alvin Hansen, người đã đặt ra thuật ngữ định trệ kinh tế kinh niên. Từ năm 1957 đến năm 1965, Minsky là phó giáo sư kinh tế tại Đại học California. Tại đây, ông đã phát triển các lý thuyết kinh tế chính của mình. Phải đến sau khi ông qua đời vào năm 1996, các nghiên cứu của ông mới được phổ biến rộng rãi.